could be us. So back to what I was saying. Could be us. Thông tin lễ tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nơi an nghỉ cuối cùng cạnh một cố nghệ sĩ tài danh. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh đã từ biệt cõi tạm, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng khán giả mộ điệu. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 5 tháng 3 sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, hưởng thọ 65 tuổi. Sự ra đi của nam ngôi sao sân khấu khiến nhiều khán giả mộ điệu cải lương không khỏi tiếc thương. Một người thân của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho hay ông đã được đưa về nhà riêng vào trưa ngày 5 tháng 3. Tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đám tang, gia đình sẽ an táng cố nghệ sĩ tại Nghĩa Trang Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh nổi lên như một ngôi sao sáng của làng sân khấu. Ông hội tụ đủ các yếu tố của một ngôi sao với ngoại hình cao ráo, điển trai, diễn xuất linh hoạt, đa dạng trong nhiều thể loại cải lương như tâm lý, xã hội, tuồng cổ. Trong sự nghiệp, ca hát, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng và đến hiện tại chưa nghệ sĩ nào có thể nối ngôi danh xưng này của Vũ Linh. Những vở diễn ưu tú gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ Vũ Linh có thể kể đến như Hòn Vòng Phu, Dụ Áo Bùi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Giang Sơn Mỹ Nhân. Năm 1997, nghệ sĩ Vũ Linh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Bên cạnh đó, ông cũng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng khác như giải Mai Vàng, đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang trong nhiều năm liền.